vì mình cứ upload mỗi ngày ấy, mình có thể giãn ra thành 2 ngày upload, 3 ngày upload để tăng chất lượng lên. Vừa làm việc vừa nhàn nhã hơn, đỡ phải làm công nhân, gọi là người ta hay gọi là công nhân YouTube ấy. Mình làm nghệ sĩ YouTube thì đỡ hơn, vất vả hơn, chất lượng cao hơn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình tăng view, tăng sub cùng kênh Ken Channel, kênh trong BBTV Network. Mình đang đi chơi một cái hồ khá là đẹp. Mình nghĩ các bạn là YouTubers sẽ thích. Các bạn xem nha, cái hồ đây. Đấy là đằng sau là có một cái núi tuyết. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh, đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây sẽ là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ Henry Phan Support của BBTV Network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Mà nếu mà bây giờ mình muốn hướng view mà để nước người nước ngoài coi anh, thì mình hướng như thế nào ta? Được view người nước ngoài coi thì có một cách. Cách thứ nhất là thêm tiêu đề, phụ đề tiếng Anh. Dạ, là thêm giống như tiêu đề là mình để tiếng Việt với lại thêm một cái dòng tiếng Anh. Thêm một dòng tiếng Anh. Được, yeah. Hoặc là có cách mà làm tự động này. Làm tự động là khi khán giả xem kênh từ Việt Nam thì nó hiện tiêu đề là tiếng Việt, còn nếu mà người đang ở Mỹ mở ra thì nó hiện tiêu đề tiếng Anh. Ồ vậy hả? Ủa cái đó là gì sao em không biết ta? Cái đó là phụ đề gì trong YouTube hả anh? Không phải phụ đề mà nó gọi là nó tự động dịch tiêu đề. Tất nhiên là mình vẫn phải dịch, em hiểu không? Yeah. Mình vẫn phải dịch, rồi mình cài sẵn vào trong YouTube ấy, trong video ấy, cài đặt nâng cao gì đó. À vậy hả? Cái đó chắc phải coi nữa quá chứ. Đúng rồi, hèn gì mấy hôm nay em thấy cái video của bên Trung Quốc, xong cái chữ toàn là chữ Trung Quốc không, cái em vừa lít vô nó nhảy chữ Việt không. Đó, kiểu thế, đúng. Dù bạn đã có cái video này, ekip tăng view tăng sub YouTube tập 1, đây là đang tiêu đề bằng tiếng Việt, đúng không? Sử dụng YouTube bằng ngôn ngữ tiếng Việt sẽ nhìn thấy bằng tiếng Việt. Bây giờ mình sẽ cài đặt cho cái video này để ngôn ngữ sử dụng YouTube khán giả là tiếng Anh, người ta sẽ nhìn thấy tiêu đề video bằng tiếng Anh. Vào trong YouTube Studio Beta, vào tab Video. Nếu bạn nào chưa quen sử dụng YouTube Studio Beta, các bạn có thể vào xem trong kênh Việt YouTuber hướng dẫn sử dụng YouTube Studio Beta siêu tốc này. Đây mình sẽ click vào bí kíp tăng view tăng sub YouTube, vào tab cài đặt nâng cao ở đây. Để quản lý các ngôn ngữ khác, hãy chuyển đến phần bản chép lời. Ở đây chúng ta có thể thêm ngôn ngữ tiếng Anh, thì tiêu đề và mô tả chúng ta có thể thêm ở đây: How to get more views. Nếu chưa rành tiếng Anh, các bạn cũng có thể sử dụng Google Translate. Sau đó mình copy sang đây: How to get more views and subscribers on YouTube. Copy toàn bộ tiêu đề, đưa xuống mô tả, bấm xuất bản. Sau đó, nếu một khán giả nào đó đang ở Anh hoặc Mỹ sử dụng YouTube bằng ngôn ngữ tiếng Anh, English, người ta sẽ thấy video của bạn hiện lên như ở đây: How to get more views and subscribers on YouTube, hiện lên hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tương tự như thế, chúng ta cũng có thể thêm phụ đề cho video bằng tiếng Anh ở tab phụ đề này, bấm vào thêm, rồi đăng tải file phụ đề có sẵn hoặc sử dụng công cụ tạo phụ đề của YouTube. Quay trở lại với YouTube Studio bằng nút này. Vậy mà em cứ tưởng luôn là cái thứ hai nữa vất vả hơn thì không biết em có chịu đầu tư hay không, là
Làm phụ đề tiếng Anh. Làm phụ đề tiếng Anh là như mình mua cái phần mềm đó phải không anh? Mềm nào nhỉ? Tại hôm bữa em có nghe người bạn nói là làm nó có nguyên cái phần mềm luôn, mình nói tiếng Việt nó tự nhảy tiếng Anh nha luôn. Vậy hả? Anh biết phần mềm này, em thử hỏi thêm đi, nếu mà thế thì tiện quá. Nhưng mà tại vì nói chung kênh Ken Thị giờ em cũng làm tà tà vậy thôi. Còn em muốn là muốn cái kênh nấu ăn của em á, là em định hướng cho nó view ngoài kia thì chắc nó ok hơn view Việt mà view Việt mình tèo quá. Còn cách thứ ba nữa ấy, phụ đề thì một là em dùng phần mềm đấy, giống như bạn nói tìm hiểu xem. Nếu có làm thì tiện quá, còn nếu không thì em phải đi thuê dịch clip 10 phút, 20 phút thì em phải viết ra tiếng Việt, em phải đánh chữ ra tiếng Việt rồi mang đi thuê, người ta dịch cũng rẻ mà. Dạ. Dịch cho về xong rồi anh vào thôi, đầu tư dữ dội quá. Thì bữa giờ em thay vì mình cứ upload mỗi ngày ấy, mình có thể giãn ra thành 2 ngày upload, 3 ngày upload để tăng chất lượng lên và vừa làm việc vừa nhàn nhã hơn, đỡ phải làm công nhân, gọi là người ta hay gọi là công nhân YouTube ấy. Mình làm nghệ sĩ YouTube thì đỡ hơn, vất vả hơn, chất lượng cao hơn. Ôi, ai nói làm này sướng thì thấy có sướng gì đâu. Thì thế phải nghĩ cách. Bây giờ em đang chạy vọt bên cái kênh nấu ăn đó anh. Còn tiếp cái thứ ba nữa để lấy view nước ngoài nữa là em canh giờ trẻ con ở bên Mỹ thức dậy xem. Yeah. Tính xem bắt đầu giờ ở bên Mỹ thì như có tận 3-4 múi giờ gì đó. Thì em canh bắt đầu từ giờ của bờ đông nước Mỹ ở bên New York ấy. Thì em tính xem 4:30 chiều của New York là mấy giờ. Em hiểu không? Là em bắt đầu upload video vào giờ đấy. Thử xem doanh thu của tăng thêm chất. Tất nhiên là view sẽ giảm nha. Dạ đúng rồi, em biết view sẽ giảm tại vì view Việt Nam của em sẽ giảm nhiều, nhưng mà bù lại. Nhưng mà cái đấy anh nghĩ phải làm sau bước đấy, là bước cuối cùng. Sau mấy cái bước kia, đầu tiên em phải có khán giả đã, không em bắt giờ đấy chạy xem, đúng không? Đúng rồi. Em cứ upload là... em cứ thêm tiếng Anh vào một thời gian đã, cho có một lượng khán giả nói tiếng Anh nhất định. Sau đó bắt đầu em chuyển dần giờ up lên 4:30 chiều hoặc là 6-7 giờ tối. Yeah. Ở bên New York. Xong rồi bắt đầu nó sẽ quét qua múi giờ, nó sẽ thay đổi bên nước Mỹ, nó sẽ quét dần qua bên bờ, từ bờ đông sang bờ tây. Yeah. Thu được một lượng view khá lớn nói tiếng Anh. Sau bắt đầu nó mới chuyển sang đến Việt Nam. Thì bây giờ là bên Việt Nam mình á, là hay làm những cái video mà giống như dạng như kịch câm á anh. Không có nói chuyện, xong cứ chèn hiệu ứng vô đó. Rồi em thấy cái đó view quá trời, mà họ để một tiêu đề một thôi. Không phải đâu, em đừng nghĩ vậy. Mấy cái đó view, mình nhìn view như vậy nhưng mà thực ra không phải view thật đâu. À vậy hả anh? View đó là view bọn nó view ảo đấy, view của máy đấy. À vậy view đó hả? Chỉ có 1-2 view thật thôi, mà 1-2 view thật em thấy, em nghĩ xem có đứa nào nó xem những cái kiểu như thế không? Bố mẹ nào để cho con xem đâu? Đừng có sợ. Em thấy view mà đến mình thấy xong mà quá trời luôn đó. Những cái đấy bọn nó chỉ có né về nấp lúc thôi, chứ còn YouTube mà nhìn thấy nó tắt kiếm tiền. Đúng rồi, tắt kiếm tiền đó, giống như là nó lấy lại nội dung của cái video mà mình làm rồi á, xong rồi đó nó úp lại. Đừng làm theo. Mà em có làm theo cũng không được đâu, mấy cái đó. Phải cái đó xin vào BBTV, ví dụ như xin vào BBTV chẳng hạn. Anh bảo là em ơi, kênh của em chưa đủ view mới được có ví dụ 100.000 view chẳng hạn, anh cần phải 3 triệu view cơ. Chẳng nói thế, trong buổi chiều nó quay lại nó đưa cho anh thấy kênh 10 triệu view rồi, 3 triệu. Nhưng mà cũng không nhận được. Anh ví dụ như cái kênh thằng Kem mà bây giờ em để tác cộng đồng đó, mà cái video nấu ăn của em anh nghĩ được không? Được thì cũng được thôi. Kéo phần nào thì kéo, cứ kéo thôi. Chứ tại vì em sợ là kiếp mà đi đưa qua cái này không biết nó bị gì không á. Không bị gì hết em, nó vẫn bình thường thôi, nhưng mà nó kéo yếu thôi chứ còn không đủ. Em biết là dạ đúng rồi, em nghĩ cái hiệu quả không bằng kênh người lớn kéo người lớn không. Ừ đương nhiên. Cũng muốn thử vậy đó. Thì về trời, thấy bà Tân bà sướng quá trời, con bà có 1 triệu sọc cái bà đưa bà lên cái vèo. Nhưng mà thực ra là các bạn làm cái... của bà Tân đấy cũng giỏi về tối ưu hóa nữa, chứ không phải đúng rồi. Kéo của kênh không, em hiểu không? Quá trời luôn anh ơi. Bây giờ là em thấy
một người như vậy là thao túng quá trời kênh luôn, ví dụ như Tâm Bao cũng vậy nữa, quá trời kênh luôn á, kênh nào cũng biết quá trời view luôn. Sao kênh mình lớn thế thôi? Thì anh nghĩ em cũng dùng kênh kéo kênh kia đi, kéo cũng khá là hiệu quả đấy. Tại vì nếu em thực sự muốn tập trung thì mình có thể kéo kéo cách thứ nhất là tác cộng đồng, thứ hai là màn hình kết thúc. Dạ dạ dạ. À màn hình kết thúc. Nhưng mà màn hình kết thúc thì không nên kéo. Màn hình kết thúc chắc thì không nên kéo. Chắc không có đâu. Dạ. Màn hình kết thúc cũng tại thường không nên kéo, tại vì cái đấy nó hơi bị động, em hiểu không? Dạ. Ví dụ như các bé xem đang xem bên này xong rồi á, ví dụ vừa xem vừa chơi chẳng hạn, thì là nó tự động nó nhảy sang, hoặc là nó click một cách vô thức ấy. Vâng. Yeah. Của em trong đây nó không xem hết mà nó chỉ xem có vài giây, nó thấy không đúng ý nó, lại click ra thì có khi tác dụng ngược. Đúng rồi. Đúng không? Có khi nó lại làm kênh của mình ì ạch hơn. Còn cái tác động kia là nó đã click vào, là người lớn click vào, người ta thấy người ta thích thì người ta mới, tại vì em có viết chữ hẳn hoi, em giới thiệu hẳn hoi mà. Dạ, em biết chữ trong em nói luôn, mẹ ví dụ như mẹ của bé Ken mới mở kênh này chẳng hạn, mời các bé và phụ huynh qua ủng hộ chẳng hạn, nói hoàn toàn chân thành này, thật lòng này. Thì ai nếu trong số ví dụ như 150.000 lượt hiển thị chẳng hạn, chỉ cần khoảng 50% số đó người ta click vào xem video thôi là đã sướng rồi. Cần hết toàn bộ được, người ta có lựa chọn mà. Thấy mấy cái video mà chị em làm ở bên kênh nấu ăn cũng con nít mà tin tin không tầm 13-14 tuổi, thấy cũng con nít không à. Bởi vì bây giờ em định đưa qua bên kia kéo làm đi không phải định nữa. Chả có gì mà chả có gì ngại muốn thử cả, giống như cái kênh của bà Tân Vlog kia, khán giả lớn đầu tiên cũng từ kênh của con qua, nhưng mặc dù có ai nghĩ là khán giả của Hưng Vlog kia giống khán giả của bà Tân Vlog đâu. Rồi quay lại nguồn lưu lượng truy cập anh xem nào, rồi quay lại qua chỗ tìm kiếm trên YouTube nào. Mốc tiếp theo là 100.000 sắp nha. Mốc tiếp theo của em anh nghĩ phải là mốc tiếp theo phải là 500.000 sắp, chứ 100.000 sắp thì đương nhiên là sẽ được. Cứ ta làm như này, 500.000 à 100.000 sắp vài tháng. Bạn Ken là từ khóa tìm kiếm nhiều nhất nha. Siêu nhân nhện, chỉ đại gặp cao thủ địa lý xem nào. Việt Nam 97.8%, Campuchia, Hoa Kỳ có luôn. Đấy, có Hoa Kỳ chứ không phải không có đâu. Trời ơi, nó coi cũng phút mấy luôn hả? Tôi mấy hiểu gì trời. Trung bình mà. Đứa nào coi là nó click vào nó coi nó hiểu thì 10 phút luôn, còn đứa nào không coi thì nó vào 2 giây là nó thoát ra. Độ tuổi người xem nào. Độ tuổi người xem của kênh trẻ con thiếu chính xác nhất. Dạ đúng rồi. Tại ba mẹ đăng ký không. Rồi, không phải giá trị gì. Em ơi, mình có thể tính ngược, em hiểu không? Mình có thể tính ngược từ 25 đến 34 tuổi là nhiều nhất, trừ đi 25 đi. À, các cháu từ khoảng 0 tuổi cho đến 9 tuổi. Yeah. Đúng không? Mình trừ đi số tuổi ba mẹ đẻ con. Mình đoán bao nhiêu tuổi. Yeah. 35 đến 44 nữa. 44 trừ đi 25 tuổi. 20 tuổi. Ok. Rồi. Loại thiết bị bên phải. Điện thoại di động chiếm tối đa. Em nhớ cái đấy nha. Yeah. Điện thoại di động là 81% thời gian xem, cả số lượt xem luôn. Để mình làm cái gì mình cũng tính toán xem là nó hiển thị ở trên điện thoại như nào ấy. Từ hình đại diện cho đến khung hình quay ở trong video này nọ các kiểu.